Yên Bồ xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình đọc thơ hôm nay. Kính thưa quý vị, Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585, được biết đến với biệt hiệu Bạch Văn Cư Sĩ. Ông nổi tiếng là một nhà nho, một ẩn sĩ tinh thông dịch lý, đồng thời cũng là một nhà thơ. Thơ nôm của ông thể hiện sự đau đáu một lòng giúp đời và mong muốn chấn chỉnh lại các giá trị đạo đức trong thời đại của mình. Thế nhưng vẫn thấm đẫm tư tưởng thoát đời của Trang Tử. Yên Bồ xin được giới thiệu với quý vị và các bạn những bài thơ chữ nôm hay nhất của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây là những bài được chọn từ Bạch Văn Quốc Âm thi tập. Xin mời quý vị cùng nghe. Dạy khôn. Làm người có dạy mới nên khôn. Chớ dạy ngây si, chớ quá khôn. Khôn được ít mình, đừng rẻ dạy. Dạy thì giữ phận, chớ tranh khôn. Khôn mà hiểm độc là không dạy. Dạy vốn hiền lành, ấy dạy khôn. Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dạy. Gặp thời dạy cũng hóa nên khôn. Đường đời hiểm hóc. Án công danh xá cấp tay. Nhiều phen đã khỏi tiếng tay bay. Hoa mai bạc vì trăng tỏ. Bóng trúc thưa bởi gió lay. Ưu ái chẳng quen niềm trước. Thị phi biến nói sự nay. Đã từng trải sơn hà hết. Đường thế nhiều nơi hiểm hóc thay. Chớ cậy rằng hơn. Làm người hay một, hóa hay hai. Chớ cậy rằng khôn, chớ cậy tài. Trực tiếc cho bền bằng sắt đá. Đi đường ngẫm hết chốn trong gai. Ở thế khá yêu là của khá. Ra đường ai dễ kém gì ai. Miệng đời tựa mật, mùi càng ngọt. Đạo thánh bằng tơ mới hãy dài. Nhẫn thì qua. Chưa dễ ai là Bụt Thích Ca. Mọi niềm nhân ngã nhẫn thì qua. Lòng vô sự trăng yên nước. Của thản lai gió thổi hoa. Kìa khách xuân xanh khi trẻ. Mấy người đầu bạc tuổi già. Thanh nhàn ấy ắt là tiên khách. Được thú ta đà có thú ta. Vô sự. Lọ là thành thị với lâm tuyền. Được thú thì hơn miễn phận bàn. Vụng bất tài nên kém bạn. Già vô sự ấy là tiên. Đồ thư một quyển nhà làm của. Phong nguyệt năm hồ khách nổi thuyền. Dù nhẫn che khen dù miệng thế. Cơ màu tạo hóa mặt tự nhiên. Nhân tình thế thái. Bài 2. Giàu ba bữa khó hai niêu. Ăn phận thì hơn hết mọi điều. Khác uống trà mai hơi ngút ngút. Sấu kề hiên nguyệt gió hiu hiu. Giang sơn tám bức là tranh vẽ. Hoa cỏ tư mùa ấy gắm theo. Thông thả hôm khuya nằm sớm thức. Muôn vàng đã đổi đất trời nghiêu. Nhân tình thế thái. Bài 4. Thấy dặm thanh văn bước ngại chen. Được nhàn ta xá dưỡng thân nhàn. Ba gian am quán lòng hằng mến. Đôi chốn sơn hà mặt đã quen. Thanh vắng thú quê giàu bao đã. Giữ lành miệng thế mặt che khen. Mai kia chữa dễ thu nên muộn. Xuân nọ tinh hoa cũng mấy phen.
Nhân tình thế thái bài 14. Tóc đã thưa, răng đã mòn, việc nhà đã phó mặc dâu con. Bàn cờ, cục rượu, vầy hoa trúc, bó củi cần câu, trốn nước non. Nhàn được thú vui hay bao nã, bữa nhiều, muối bể, chứa tươi ngon. 90 thì kể, xuân đà muộn, xuân ấy qua thì, xuân khác còn. Nhân tình thế thái bài 20. Thế gian biến đổi phủng lên đồi, mặn lạc chua cay lẫn ngọt bùi. Còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi. Xưa nay vẫn trọng người chân thực, ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi. Ở thế mới hay người thế bạc, giàu thì tìm đến, khó tìm lui. Nhân tình thế thái bài 22. Thị phi chẳng quản mặt che khen, ngu dại chan chan tính đã quen. Cảnh cũ điền viên tìm chốn cũ, khách nhàn sơn giả dưỡng thân quen. Nhà thông ngõ trúc lòng hằng mến, cửa mặn tường đào bước ngại chen. Thế sự tuần hoàn hay đắp đổi, từng xem thua được một hai phen. Nhân tình thế thái bài 36. Một bầu một bát vũng sơn tăng, thế sự ngồi tay biến nói năng. Hoa nở lúng hay tiếng gió, đầm thanh còn thấy dáng trăng. Già ai ủ thông làm củi, trẻ người yêu trúc mọc măng. Nếu có công danh thì có lụy, cho hay dù có chẳng bằng chăng. Nhân tình thế thái bài 38. Một mai một cúc một cần câu, thơ thẳng giàu ai vui thú nào. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người không người đến chốn lao sao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Vô sự là hơn, hễ kẻ trêu người ắt phải lo. Chẳng bằng vô sự ngáy o o. Tay kia khéo nắm còn hơn mở, miệng nọ hay cười có lúc ho. Có thở được thời mèo đuổi chuột, đến khi thất thế kiến tha bò. Được thua sau mới ăn năn lại, vô sự chăng hơn có sự ru. Thói đời hai, vụng khéo nào ai chẳng có nghề, khó khăn phải lụy đến thê nhi. Được thời thân thích chen chân đến, thất thế hương lăng ngảnh mặt đi. Thớt có hôi tanh rùi mũi đậu, xanh không mặt mở kiến bò chi. Đời nay những trọng người nhiều của, bằng đến tay không mấy kẻ vì. Chức phận làm con, phận làm con phải thông đạo hiếu, phận làm dân phải hiểu chữ trung. Trên ra lệnh dưới phục tùng, cha làm việc tốt con cùng làm theo. Của cái nhiều dùng lâu cũng hết, chữ hiếu trung hưởng mãi vô cùng. Bàn mưu tư lợi thì đừng, bàn điều chân chính nên cùng tham gia. Làm tốt chớ ba hoa kể lễ, hoa sớm nở thì hoa dễ sớm tàn. Cẩn thận đáng giá ngàn vàng, phải suy nghĩ kỹ hãy làm
mới hay. Người tốt hay sáng tay làm phúc, giúp ai không lợi dụng người ta. Người biết lỗi, sửa thì tha, trị người có tội, chớ mà quá nghiêm. Dạy điều thiện, đừng nên tham quá, để người học có khả năng theo. Khoan hòa sẽ được tin yêu, siêng năng cần mẫn, ắt nhiều thành công. Nói thận trọng thì không sợ lỗi, làm thận trọng đỡ hối về sau. Thế lực dù mạnh đến đâu, nếu đem dùng hết, ắt sau hại mình. Hoặc cậy thế tạo thành phúc lộc, hẳn rằng sau cũng chẳng ra gì. Cứ đường chính đạo mà đi, hiếu trung nhân nghĩa, nghĩ suy mà làm. Nói về giàu sang. Bài thứ ba bàn sự giàu sang. Giàu với sang ai chả ước mong, nhưng giàu sang chẳng chính công, là phi đạo đức, hẳn không lâu bền. Ai sống kẻ nghèo hèn cũng chán, nhưng bắt lương đuổi hẳn chẳng đi. No cơm hẩm thiết gì thịt cá, vui cảnh nghèo quen cả giàu sang. Người quyền quý lắm bạc vàng, lấy gương xử với họ hàng mà soi. Ở phải đạo nhiều người giúp đỡ, sống bắt lương ít chỗ thân tình. Thà nghèo giữ được thơm danh, hơn giàu lắm chuyện phẩm bình cười chê. Bọ ngựa rình con ve định bắt, chim sẻ rình bọ sát phía sau. Tiếng tâm lần lẫy càng nhiều, tránh xa kẻ xấu xin điều ghét ghen. Nhiều tài cũng lắm phen khốn khổ, nhiều công là cái hố suy bì. Nhớ rằng đừng cậy chẳng khoe, phải luôn thận trọng chớ hề phô trương. Nói với bạn việc ngay ý thẳng, phải người tham họ chẳng nghe đâu. Nói với quan chuyện thanh cao, phải quan tham nhũng hẳn sau nó trù. Đại nghĩa. Bài thứ tư nêu câu đại nghĩa, dạy cho người biết để khuyên nhau. Trung với nước đặt lên hàng đầu, đạo cha con được xếp vào đại luân. Trai tài biết thương dân thủ tiết, gái trinh kiên phải biết giữ mình. Người tài nước được thơm danh, vợ giỏi như được ngọc lành trời cho. Gái bất chính thì cho chẳng lấy, trai có tài mắc bẫy thì ngu. Bất trung dễ mắc mưu thù, minh quân như mù mới lấy làm quan. Con dân thường chăm ngoan học giỏi, cũng có ngày tiến tới làm quan. Con quan chẳng chịu học hành, suốt đời cũng chỉ làm anh dân thường. Làm quan chức thấm ơn chế độ, có nuôi con mới nhớ được công cha. Muốn lòng ngay thẳng thật thà, rèn luyện ý chí phải là đầu tiên. Chí thiện. Bài thứ năm tâm linh chí thiện, mong tốt lành mọi chuyện công tư. Rất vui là đọc thi thư, việc đời mệt nhất ấy là dạy con. Cha nghiêm phụ răn con hiếu thảo, mẹ nhân từ dạy bảo gái ngoan. Nhà lành hương tỏa chi lan, ở lâu chẳng thấy mùi thơm ngạt ngào. Gần cái ác như vào chợ cá, buộc người ta quen cả mùi tanh. Có nét tốt chẳng kiêu căng, đức dày thêm mãi tạo thành thói quen. Giàu chớ kiêu chớ nên ích kỷ, sang cũng đừng xa xỉ hợm đời. Việc làm muốn tốt tuyệt vời, ba lần cân nhắc hẳn hoi mới làm.
Suy tính kỹ bao hàm hai ý: việc trông riêng, thấu lý, đạt tình. Từ xưa vẫn sợ, vẫn kinh, lòng người nham hiểm, nảy sinh, khó lường. Kẻ tiểu nhân mưu đồ xảo quyệt, thích mưu đồ tiêu diệt người ngay. Cho dù hiểm độc quát quay, không qua lẽ phải, chẳng xoay đạo trời. Kẻ bắt nhân nhất thời nổi tiếng, không người thì trời diệt chẳng tha. Tự nhiên được của đầy nhà, một là lộc lớn, hai là họa to. Có lúc bại trời cho thắng cuộc, hoặc đang nghèo bỗng được giàu sang. Thế gian yêu lắm ghét nhiều, khen nhiều chê lắm, bao điều bất an. Mừng nhiều lo lắm chẳng oan, vinh nhiều nhục lắm, thế gian thường tình. Đừng cậy thế mà sinh kiêu ngạo, chớ cậy quyền để tạo lợi riêng. Làm một điều thiện cũng đen, trừ một việc ác quả nhiên rất cần. Sinh sự thì bận tâm mệt sức, nên nhún nhường tạo đức thì hơn. Việc chuẩn bị kỹ hãy làm, việc không chuẩn bị chớ tham làm bừa. Bao kinh nghiệm từ xưa đã thấy, say một ly đi mấy dặm đường, quả quyết được việc lẽ thường, đáng đo hỏng việc ấy gương ở đời. Sắc chẳng mê người, chính người mê sắc. Rượu chẳng say người, chỉ tại người say. Đừng nên vui quá nói chày, chớ vì sướng quá vung tay làm liều. Quý chim phượng bởi yêu long cánh, trọng người hiền ở cách nói năng. Gặp khi hoạn nạn khó khăn, hành vi tế nhị, nói năng lựa lời. Mười mắt rồng và mười tay trỏ, thật công minh sáng tỏ sâu xa. Quả đào người quý tặng ta, ta lấy quả mặn đem ra biếu người. Cung đỏ lạ chớ cầm mà khốn, ngựa chẳng quen chớ cưỡi mà ngã. Qua ruộng dưa chớ sửa giày, dưới gốc mặn chớ giơ tay sửa đầu. Coi chừng chống cửa cao nhà rộng, đừng cậy rằng tông tộc mình to. Họ to lắm chuyện tò mò, cửa cao thường dở những trò kiêu căng. Người tốt chơi nói năng chân thật, kẻ xấu chơi như mặt chết ruồi. Người tốt bền chí thức thời, khó khăn thuận lợi vẫn nuôi chí bền. Kẻ xấu thường van xin lúc khó, được việc rồi thì nó quen luôn. Mới hay muôn sự vui buồn, những điều chí thiện phải luôn ghi lòng. Thiện ác. Bài thứ 6, hai dòng thiện ác là hai điều thật khác nhau xa. Trăm năm trong cõi người ta, dở hay báo ứng thật là công minh. Báo ứng có khi nhanh khi chậm, nhà tối nghèo nào dám coi khinh. Việc làm phúc nếu vô tình, như tuồng lánh nạn đáng khinh khỏi bàn. Kẻ bạo ngược mưu toan việc xấu, bịp được người sao giấu được trời. Vầng dương mọc lặng luân hồi, mặt trăng tròn khuyết đầy rồi lại cong. Tình người cũng tụ xong lại tán, buồn lại vui, vui chán lại buồn. Cỏ hoa sớm nở tối tàn, cây tùng cây bách muôn ngàn sức xuân. Mỗi ngày xét bản thân ba lượt, đêm nhiều người sẽ biết cho ta. Số trời vốn sẵn định ra, giàu sang có mệnh, vinh hoa có ngày. Hoa nở muộn do cây cằn cỗi, đời chưa vui
bởi nỗi khổ nghèo. Giàu sang khách đến thăm nhiều, nghèo hèn thân thích ra chiều cách ly. Lúc dư dật phòng khi túng thiếu, khi sướng vui phải liệu khi buồn. Một nhà nề nếp cương thường, cha từ con thảo đẹp gương vợ chồng. Tình anh em thuận lòng nhân ái, nghĩa bạn bè qua lại giúp nhau. Người con phòng lúc ốm đau, chứa thóp phòng đói là câu chí tình. Giúp người gặp cảnh tình nguy cấp, hoặc cứu người trong lúc gian nguy. Có mới đừng nới cũ đi, tiếng nói một nẻo, bụng suy một đằng. Chớ có lành bắt vành ra méo, đừng làm cho bé xé ra to. Một chút tà tắt quanh co, người ta sẽ tỏ các trò quắt quay. Lời không cánh mà bay khắp ngã, đạo đức cao thì gốc cả rễ sâu. Ngọc vết mày chẳng khó đâu, nói sai biết sửa bao lâu mới lành. Lời đã nói bay nhanh hơn gió, bố ngựa phi cũng khó đuổi theo. Khinh người là thói tự kiêu, người ta khinh lại đời nào chịu thua. Tự khen mình mà chê người hỏng, thì người ta có trọng gì mình. Hãy suy thiện ác nhục phinh, ở sau có nghĩa có tình thì hơn. Việc gia thất muốn yên mọi sự, mỗi người nên biết xử phận mình. Đừng mưu lấy của bất minh, chớ ghen ghét với người mình còn thua. Vợ người ta chớ cợt đùa cợt nhã, đừng dèm pha quấy phá hôn nhân. Một năm có một mùa xuân, mỗi ngày chỉ một giờ dần đầu tiên. Cháy nhà có nước liền dễ chữa, láng giềng gần cần giúp đỡ nhau. Tình đời lắm chuyện thương đau, anh em để mất lòng nhau thật buồn. Người xưa bảo thói quen thường vẫn vậy, đàn bà thì khó dạy khó chịu. Quân tử phép chẳng cần theo, tiểu nhân chẳng chấp những điều lễ nghi. Thấy ai có vật gì quý giá, chớ lăng la tán gạ nài xin. Công việc nào quá khó khăn, đừng buộc người khác phải lăn vào làm. Muốn trách người phải xem mình trước, nếu tha mình tha được người ta. Đứa bất chính kẻ gian tà, kết thân với chúng dễ mà tàn thân. Không minh bạch tiếng ăn lời nói là nguyên nhân cái tội hại mình. Lúc trẻ lao động nhiệt tình, khi già cuộc sống gia đình thảnh thơi. Trẻ mà leo lỏng chơi bời, về già chắc hẳn cuộc đời gian truân. Của cho con đâu cần vàng ngọc, mà cho con được học được hành. Cho muôn khoảnh ruộng tốt xanh, chẳng bằng cho chúng nghề lành trong tay. Mộng làm giàu thường hay thất đức, làm điều nhân khó được giàu sang. Thuốc hay khó chữa bệnh oan, của nhặt được khó mở mang giàu bền. Bất nghĩa mà trở nên phú quý, như mây bay bọt khí nổi trôi. Phúc do trong sạch lòng người, đức từ kiên nhẫn sống đời yêu thương. Tham lam lắm tắc vương tai họa, sống bất nhân tội chả thoát đâu. Tiểu nhân chẳng giúp ai đâu, bởi trong lòng họ như đầu mũi kim. Chỉ gai góc sắp tìm mưu kế, cốt hại người để mong lợi mình.
người quân tử có bất bình, liệu mà xa lánh, kẻo sinh hận thù. Tình người khác chi tờ giấy trắng, như cục cờ vốn chẳng giống nhau. Khéo mà ứng xử với nhau, đừng làm ai đó phải trao đôi mày. Chớ mặt sắc dây tay mắm miệng, để người ta phải nghiến hàm răng. Ngựa gầy nên kém chạy hăng, người không hồ hởi phải chăng vì nghèo. Sẵn tiền rượu thì nhiều bạn đấy, lúc lâm nguy nào thấy một ai. Luật trời báo ứng chẳng sai, không trước mắt cũng lâu dài chứng minh. Tích thiện. Bài thứ 7 khuyên luôn tích thiện, chứa điều lành như mặt trời lên, rất vô tư, rất tự nhiên, sáng soi muôn nẻo, chẳng phiền đến ai. Chứa điều ác là tai họa đấy, lửa trên đầu nào thấy mà lo. Chuyện ác dù chẳng nói to, trên trời rung động, tự hồ sấm vang. Việc mờ ám tưởng không ai biết, nhưng mắt thần như điện sáng soi. Giàu sang đúng phận thì thôi, nghèo hèn xử sự đúng môi trường nghèo. Suy từ ta ra nhiều người khác, khoe điều lành điều ác giấu đi. Thấy ai làm ác điều gì, khéo can ngăn hoặc ngoảnh đi chớ nhìn. Chuyện người khác không đem đàm tiếu, mặt người ta mạnh yếu dở hay. Nói nhiều nghe cũng chán chày, khuyên nhiều sinh oán, bấy nay lẽ thường. Khi yêu cũng nên lường lúc ghét, lúc ghét nên nhớ đến khi yêu. Việc làm lời nói ít nhiều, phải nên hướng thiện, phải theo phận mình. An phận. Giữ yên phận là bài thứ 8. Đừng để người động chạm đến ta, biết lo tính, biết phòng xa. Khoan dung ngay thẳng hẳn là sống lâu. Nước chân chính lòng trời cũng thuận, quan thanh liêm dân hẳn yên lòng. Vợ hiền là phúc nhà chồng, các con hiếu thảo là lòng cha yên. Dẫu có tài giỏi chớ nên khoe khoắt, nhiễu sự sao bằng được an nhàn. Bốn mùa ấm lạnh xoành xoàng, nói năng thận trọng rõ ràng được yên. Của dễ được tất nhiên dễ mất, được vất vả thì mất khó khăn. Làm thông thả việc chắc ăn, việc đời muôn sự khó khăn ban đầu. Người xưa nói những câu triết lý, vào núi bắt hổ dễ như chơi. Còn khi mở miệng dạy người, khó khăn nhiều lắm, liệu lời đáng đo. Quân tử cần ăn no uống đủ, không cầu kỳ cốt giữ bình yên. Trò tìm thầy học dễ tìm, thầy tìm trò tựa mò kim đáy hồ. Việc chia chác chẳng lo ít ỏi, chỉ đáng lo cái tội không đều. Không lo hoàn cảnh túng nghèo, chỉ lo xã hội nhiều điều bất công. Quá nham hiểm bởi lòng tham lắm, quá nhẫn tâm lòng hẳn quá tàn. Đại đạo. Giữ đại đạo là bài thứ 9, lấy chữ trung chữ tín làm đầu. Người quân tử đạo đức cao, không kiêu thấy, giữ trước sau chan hòa. Khi cần giúp người ta việc gấp, chẳng chọn ngày, đừng bấm ngón tay. Người được ta cũng mừng thay, người đau thông cảm đắng cay cho người. Nói thao thao ngàn lời tươm tắt, cũng
cũng không bằng việc thật đã làm. Kiếm lời chê trách nhân gian chính là chuốc lấy mối oan hại mình. Ta giúp người chân tình độ lượng là góp điều làm phước đáng tin. Trăm nghe không bằng một nhìn, một việc thực tế hơn nghìn lời suông. Việc trời đất cũng thường thay đổi, sáng gió mưa, chiều đã đẹp trời. Giống như cuộc sống con người, sáng chiều mây rủi đầy vơi chuyển phần. Có việc đối với ta như thế, nhưng với người đâu dễ giống ta. Khi lời nói trái phát ra, tất nhiên cái họa cũng xà vào theo. Của phi nghĩa đưa vào cửa trước, nó cũng tìm đường bước lối sau. Đừng làm những chuyện không đâu, chớ tham của lạ để sao bận lòng. Việc đừng quá lao tâm cặc lực, nên đắn đo vừa sức thì làm. Không lười biếng chẳng tham lam, học điều đại đạo để làm thực tâm. Học vấn. Bài 15 sang đường học hỏi. Có tư duy mạnh giỏi hơn người, trước là đẹp đạo đất trời, sau là xây dựng tình người đẹp hơn. Hiếu với cha thời con hiếu lại, kính trọng người, người lại trọng ta. Chớ tin những thuyết tà ma, nó làm chìm đắm xấu xa lòng người. Người xưa bảo tiền tài phán đất, nghĩa nhân kia mới thật ngàn vàng. Đường dài thử sức gian nan, sống lâu mới biết ruột gan tình người. Biết giữ phận thì đời nhàn hạ, không gian tham tai họa khó vào. Vận đen vàng hóa ra thau, vận đỏ sắc cũng ra màu vàng tươi. Rượu trắng nhóm đỏ mặt người, bạc vàng dễ nhộm lòng người tối đen. Nghèo giữa chợ ai thèm thăm hỏi, giàu trên rừng có khối người thương. Vẽ hổ khó vẽ bộ xương, biết người biết mặt khó lường lòng ai. Không đáng sợ sức hai con hổ, chỉ sợ người ăn ở hai mang. Sống đại lượng phúc huy hoàng, mưu sâu tai họa ắt càng thêm sâu. Vợ chồng hiệp sức nhau bàn bạc, có tiền mua nhiều lạng vàng dòng. Vợ chồng ăn ở khác lòng, có tiền đâu dễ sắm cùng cái kim. Trị nhà như cầm cương ngựa dữ, trị nước như dạo thử cung đàn. Cho nên học hiểu và làm, lẽ trời với lẽ dân gian hài hòa. Muốn xây phú quý vinh hoa, cái nền học vấn phải là đầu tiên. Tu đức. Bài 16 thường xuyên tu đức, phải chuyên tâm nỗ lực hàng ngày. Học rồi thực tế làm ngay, rút ra kinh nghiệm dở hay sự tình. Tu đức tốt tướng sinh ra tướng, con thảo hiền sinh được cháu ngoan. Nhà nghèo nhờ vợ đảm đang, nước loạn cầu tướng giỏi giang trung thành. Âm dương hòa không sinh lục bảo, vợ chồng hòa thì đạo nhà nên. Tránh điều nghi kỵ hờn ghen, đàn bà tiếp khách phải nên nhớ rằng. Cử chỉ đẹp nói nhẹ nhàng, khi đưa tiễn khách xin đừng quá chăng. Bốn đức tính công dung ngôn hạnh, người đàn bà gánh nặng lo toan. Đừng kiêu sa chớ lăng loàn, đừng ghen ghét chớ giận hờn với ai. Gái yêu chồng đẹp vui mọi vẻ,
giúp chồng nuôi con khỏe con ngoan, dựng xây tôn thống họ hàng, sáng trong như ngọc, nét càng đẹp ra. Khi lòng dục dâm tà đã mở, quen yêu thương bỏ cả lễ nghi, nét hư dù chỉ một ly, tiếng tâm đồng đại bay đi khắp vùng. Lương tài. Bài 18 sang chữ lương tài. Lương là đạo cao đức trọng, có lương tài chết sống thơm danh. Người tài lành có bạn lành, người ác bạn ác kết thành tay ương. Người lương tài nên thường nói thẳng, kẻ xấu xảo nịnh chẳng thương yêu. Người lành nói ít làm nhiều, tiểu nhân múa mép lắm điều ba hoa. Người lành không gian tà uẩn khúc, hành động luôn chính trực phân minh, kiệm cần có lý có tình, để không mang tiếng rằng mình kiêu sa. Vụng may áo gấm cũng hỏng, làm bậy thì phá hỏng cơ ngơi. Biết ít thì sống thảnh thơi, biết nhiều lắm chốn lắm điều thị phi. Người giúp việc cần chi đẹp xấu, cần chọn người trung hậu chăm ngoan. Lòng người nọc rắn khó phân, mặt trời ai biết chuyển vận như xe. Của sống đông lấy về hôm trước, đến hôm sau nó ngược sống đòi. Việc hôm nay việc ngày mai, hãy đem hai chữ lương tài mà xem. Thịnh đức. Bài 20 là thiên thịnh đức. Một số điều đã được rút ra. Người thực tài chẳng ba hoa, thường khi dung mạo cứ là như ngay. Có ruộng không cái cày thì đói, có sách không học hỏi thì ngu. Trai không dạy khác chi lừa, gái ngu thì cũng giống như lợn xề. Trai sợ vợ bởi vì nhu nhược, gái kính chồng vì được nét ngoan. Phải dè sẻn bởi thiếu ăn, sống xa xỉ bởi nguyên nhân của thừa. Vừa lười nhác lại vừa ngu xuẩn, thì giàu sang đâu đáng mà mơ. Hay đến thăng cũng thành sơ, ngồi dây chủ chẳng bao giờ thích đâu. Uống rượu đấu khẩu nhau ít chứ, mới là người quân tử phòng thân. Thóp tiền sòng phẳng đồng cân, mới là đức độ tinh thần trượng phu. Con cá bị giặt lên bờ, có hối cũng chẳng bao giờ được tha. Làm việc xấu đã xa pháp luật, hối ba lần cũng thật muộn màng. Nước loạn chớ đánh dung thân, nơi nguy hiểm chớ bước chân lần vào. Phép quyền biến làm sao biết trước, phải đắn đo mong được an toàn. Lò lửa ví như phép quan, lòng người như sắt như gan trong lò. Người yếu phải nương nhờ người mạnh, giúp được người là hạnh phúc thay. Không thù dai chẳng hại ai, tuy nhiên vẫn phải nhớ bài phòng thân. Trên lượng cả chẳng cần phạt dưới, kẻ trịch thượng từ chối đừng chơi. Nước trong ít cá lội bơi, sống nhiều khe khắc ít người mến thân. Hiếu hoàng. Bài 21 hai chữ hiếu hoàng. Hiếu hoàng luật xoay vần vay trả, báo ứng nhanh gương đã nhiều rồi. Nhạc nồng khéo ở lòng người, dở hay đã có đạo trời phân minh. Trời mưa gió thình lình bắt trắc, người có khi dồn dập tay ương. Có đức dễ được thọ trường, tu nhân tích đức
phúc thường dày thêm. Lừa dối người là mầm tai họa, phúc dày nhờ lượng cả bao dung. Cẩn thận chẳng sợ khốn cùng, nhẫn thì chẳng nhục và không đánh mình. Sống bình tĩnh được yên lành mãi, biết kiệm cần đỡ phải xeo nêu. Trên sông tùy khúc bơi chèo, vào nhà tùy lúc liệu chiều tuân theo. Dạy con cháu bằng điều từ thiện, lấy khoan dung điều khiển người theo. Một năm kế hoạch ăn tiêu, không gì bằng cấy trồng nhiều lúa khoai. Kế 10 năm dài hơn một chút, không gì bằng trồng được nhiều cây. Còn như kế hoạch lâu dài là trồng cây đức dẻo dai liền liền. Dù lắm tiền thuốc men tẩm bổ, chẳng bằng đêm nằm ngủ riêng giường. Dạy con lần mở văn chương, ở trong vùng bạc kim cương có thừa. Một con được ơn vua lọc nước, để cả nhà cũng được thơm lây. Siêng năng học tập đêm ngày, để mà chiêm nghiệm lời này khuyên rằng: việc đúng cứ tiến hành đừng sợ, trời sẽ cho phúc ở tầm tay. Lấy điều đạo lý xưa nay, truyền cho con cháu đời này đời sau. Thú nhàn. Lẳng thẳng ngày qua tháng qua, một phen xuân tới một phen già. Ái ưu vằn vặt trăng in nước, danh lợi lăng lăng gió thổi hoa. Án sách hãy còn án sách cũ, nước non bạn với nước non già. Lòng thư thái. Vinh nhục bao phen hẳn đã từng, lòng người sự thể dững dừng dân. Khen thì nên tốt, chê nên dại, mắt cũng chẳng âu, được chẳng mừng. Có ai biết được lòng tri kỷ, vời vợi non cao, nguyệt một vừng. Thú điền viên. Trải gian nguy đã mấy phen, thăng nhàn phúc lại được về nhàn. Niềm xưa trong ấy thề chăn phụ, cảnh cũ điền viên thú đã quen. Ba quyển đồ thư thu nặng túi, một thuyền phong nguyệt chở đầy than. Trời cũng biết nơi lành dữ, họa phúc chăng dung cái tóc chiên. Thú ẩn giặc. Một cơ yêu nhọc đổi thay điều, yêu bao nhiêu thì nhọc bấy nhiêu. Tham phải cái công danh lụy, muốn cho con tạo hóa trêu. Vui vườn lạc xã năm khách, lánh đất Nam Dương một liều. Khuyên đời. Mửa che người vắng cậy ta dài, dù kém dù hơn ai mặc ai. Vị nọ có bùi không có đượm, thứ kia chày thấm lại chày phai. Dù hay phận mới yên giàu phận, dẫu có tài hơn chớ cậy tài. Quân tử niệm đời nơi xuất xử, ắt cùng khôn hết cả hòa hơi. Mặt che khen. Thị phi chẳng quản mặt che khen, ngu dại trằn trằn tính đã quen. Cảnh cũ điền viên tìm tính cũ, khách nhàn sơn giả dưỡng thân nhàn. Nhà thông đường trúc lòng hằng mến, cửa mặn tường đào bước ngại chen. Sự thế tuần hoàn hay đắp đổi, từng xem thua được một hai phen. Thú dưỡng thân.
mới hay phú quý bởi thời vận. Tua xá ngang tàn, thú dưỡng thân. Bất ý, miệng ngâm câu quốc ngữ. Giải phiền, tay chúc chén quỳnh xuân. Đường hoa chào khách mặt nhìn mặt. Ngõ hạnh đưa người, chân đá chân. Dẫu có ai hang, thời sẽ nhủ. Thái bình thiên tử, thái bình dân. Tiêu sái tự nhiên. Tiêu sái tự nhiên, ắt nhẹ mình. Nài bao quyền cả, án công danh. Vô tâm, nước có gương soi bạc. Đắc thú, kho đầy, gió mát thanh. Trẻ giàu biết cơ tạo hóa. Già lọ phục, thuốc trường sinh. Thanh nhàn, dẫu được qua ngày tháng. Non nước còn xem, chốn hữu tình. Của nặng hơn người. Đời này nhân nghĩa tựa vàng mười. Có của thì hơn hết mọi lời. Trước đến tay không, nào đói hỏi. Sau vào nặng túi, lại vui cười. Anh chú mừng hơ hải. Rượu rượu chè chè, thết tả tơi. Người của lấy cân, ta thử nhắc. Mới hay rằng, của nặng hơn người. Đôi nét về tiểu sử nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nguyễn Bỉnh Khiêm nguyên có tên khai sinh là Nguyễn Văn Đạt, sinh ngày 6 tháng 4 năm Tân Hợi, niên hiệu Hồng Đức thứ 22 dưới triều Lê Thánh Tông, 13 tháng 5 năm 1491, ở thời kỳ được coi là thịnh trị nhất của nhà Lê Sơ. Ông sinh tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, Trấn Hải Dương, nay thuộc xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Cha của ông là giám sinh Nguyễn Văn Định, đạo hiệu là Cù Xuyên, nổi tiếng hay chữ nhưng chưa hiển đạt trong đường khoa cử. Mẹ của ông là bà Nhữ Thị Thục, con gái út của quan tiến sĩ thượng thư bộ hộ Nhữ Văn Lan triều Lê Thánh Tông. Bà là người phụ nữ có bản lĩnh khác thường, học rộng biết nhiều, lại giỏi tướng số, nên muốn chọn một người chồng tài giỏi để sinh ra người con có thể làm nên đế nghiệp sau này. Nhưng kén chọn mãi đến khi lún tuổi, bà nghe lời cha mới lấy ông Nguyễn Văn Định, người huyện Vĩnh Lại, là người có tướng sinh quý tử. Quê gọi của Nguyễn Bỉnh Khiêm ở làng An Tử Hạ, huyện Tiên Minh, phủ Nam Sách, Trấn Hải Dương. Đây là thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Nội ngoại đôi bên thuộc hai phủ, nhưng bên này bên ấy nhìn rõ cây đa đầu làng. Chỉ qua con sông Hàn, Tuyết Giang nối đôi bờ. Nguyễn Bỉnh Khiêm được giáo dục từ nhỏ trong một gia đình nội ngoại đều có học vấn uyên thâm. Hầu hết những nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Bỉnh Khiêm đều ghi nhận ảnh hưởng lớn của bên họ ngoại trong việc hình thành nhân cách cũng như tài năng của ông. Trong gia phả của họ Nguyễn, thuộc nhánh hậu duệ người con trai thứ 7 của Nguyễn Bỉnh Khiêm ở thôn An Tử Hạ còn ghi lại: phu nhân hồi An Tử Hạ, ỷ phụ thân giáo dưỡng đạt nhi tam tuế. Qua đó cho thấy người mẹ Nhữ Thị Thục và ông ngoại Nhữ Văn Lan có công lớn giáo dưỡng Nguyễn Văn Đạt khi còn nhỏ. Đến khi lớn lên vào Thanh Hóa theo học bản nhãn Lương Đắc Bằng, được thầy truyền thụ môn dịch lý và sách Thái Ất Thần Kinh. Tuy học giỏi nhưng lớn lên vào lúc xã hội loạn lạc, Nguyễn Bỉnh Khiêm ẩn chí đợi thời, không chịu ra thi. Mãi sau này, Mạc Thái Lê, tình hình xã hội ổn định, ông mới ra ứng thí, đậu Trạng Nguyên năm 1535, rồi làm quan với nhà Mạc.
Lúc bấy giờ ông đã 45 tuổi. Thời gian sống ở quê nhà bên bờ sông Tuyết Hàn, Nguyễn Bỉnh Khiêm dựng am Bạch Văn, lấy đạo hiệu là Bạch Văn Cư Sĩ, mở trường dạy học, rồi lập quán, xây cầu, dựng chùa, mở chợ, trồng cây. Ông có nhiều học trò nổi tiếng như Nguyễn Huyện, Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh, Nguyễn Dữ, vân vân. Người theo Mạc, người theo Lê, người suốt đời ẩn dật. Ông được người đương thời tôn kính như bậc thầy. Và trên đây là những bài thơ nổi tiếng và Yên Bồ cho rằng rất có ý nghĩa để gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip thơ sau.